giỡn mặt với tôi hả? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Shin Dino. Và hãy nhìn xem hai bạn khủng long to lớn ở đây của mình các bạn ơi. Quá wow, là tuyệt vời luôn. Ok, inbox ngay lập tức nè các bạn ơi. Đầu tiên phải nói là các bạn khủng long Iris này của mình nha các bạn. Mình sẽ chọn bạn Iris trước vì bạn ấy kích thước khá là lớn, cực kỳ lớn luôn. Mình đo coi khoảng 3 gan rửa tay của mình là khoảng 35cm nha các bạn. Đây là phiên bản Destroy and Devour. Wow, Indominus Rex trong Jurassic World các bạn ơi. Inbox ngay lập tức. Wow, kích thước cực kỳ to lớn luôn các bạn ơi. Siêu to khổng lồ. Đây là một bạn khủng long đột biến từ một láp nha các bạn. Oh, cái chân có mở ra được không ta? Chân mình phải xé dưới này các bạn ơi. Wow, đây là những tác vụ phía sau của các bạn khủng long Indominus Rex của chúng ta. Có đèn phát sáng ở trong cái cổ họng này các bạn khi nuốt mấy cái nhân vật vào nha. Wow man. Ok, và đây tan 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 các bạn khủng long đột biến Indominus Rex của mình. Wow, kích thước cực kỳ lớn. Wow các bạn, 360 độ của bạn này. Ôi, khuôn mắt cực kỳ là dữ tợn luôn các bạn ơi, nhìn xem nè. Oh my, quá ư là đáng sợ luôn. Cùng cái cặp ngàm này, trời ơi, cái miệng nó có thể há ra rất là rộng như thế này các bạn ơi, rộng cực kỳ luôn đó. Đó, bên trong mình có thể bỏ một nhân vật vào trong này nữa, nó nuốt vào các bạn. What? Nghe cái âm thanh của nó chưa các bạn? Wow, mình chỉ cần lỡ đụng vào cái miệng nó thôi là nó đã cắn mình rồi. Và cái bàn tay nó sẽ có bốn cái móng vuốt, một cái móng vuốt dài như thế này các bạn ơi, rất là đáng sợ luôn. Đây là phần trên lưng của bạn này, với những cái lớp gai dài như thế này, có một cái nút ấn ở phần lưng và một cái nút ấn ở phần đuôi nha các bạn. Đó, cặp đuôi thì cực kỳ mạ vỡ, không thể nói được, không phải bàn nữa rồi các bạn ơi. Và cái đôi chân này cực kỳ mạnh mẽ luôn. Wow man. Và đây là phần bụng, có phần âm thanh của bạn này và mã số number của bạn này luôn các bạn ơi. Rất là đẹp. Wow man. Indominus Rex sẽ đối đầu với lại bốn bạn khủng long bạo chúa ở bên này do mình sắp xếp ra các bạn. Thì các bạn sẽ xem cách bạn ấy hoạt động như thế nào. Rồi. Ham, ham, ham. Lao tới, bóp con mồi bằng những cái hai cái tay móng vuốt như thế này. Đó. Để cho cúi đầu xuống và cắn con mồi như thế này. Tiếp theo chính là các bạn Arocanthosaurus phiên bản máy baby này các bạn ơi. Ok, inbox luôn nha. Đây hình như là phiên bản Working Dino. Và
di chuyển bằng pin các bạn ơi. Ở đây là phiên bản màu xanh. Ok, đây là 360 độ của các bạn Arocanto Soros này của mình. So với các bạn Iris thì đúng là một trời một vực luôn các bạn ơi. Oh man, không biết có pin trong này cho ta. Chưa có pin nha, mình sẽ bỏ pin vào các bạn ơi. Ok. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng và đây là cách bạn khủng long của mình di chuyển này các bạn ơi. Đầu tiên, hai cái bánh xe ở dưới chân và một cái bánh xe dưới đuôi sẽ giúp bạn ấy di chuyển một cách ok hơn. Ở phần tay, bạn ấy có thể di chuyển lên xuống như thế này và cái miệng có thể há ra. Trên miệng lại có một cái bóng đèn dùng để phát sáng ở phần lưỡi nha các bạn. Đây là bạn Arocanthosaurus. Ở trên lưng bạn này hình như nó có một cái dãy gai mà nó đã bị bào nhẵn rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn này di chuyển nha. Di chuyển đi. Trời ơi, yếu quá. Arocanto của mình di chuyển rồi đánh nhau với lại Iris các bạn ơi. Các bạn nghĩ ai sẽ là người chiến thắng đây? Oh no. Có đèn phát sáng phát ra âm thanh, có thể bước đi nha các bạn. Nhưng cái mặt bàn của mình hơi trơn cho nên là bạn ấy không thể di chuyển được. Oh no. Bây giờ mình sẽ cho Iris tấn công thử coi. Wow, quá ư là chất lượng luôn các bạn ơi. Hãy nhìn lại bộ đôi dạng khủng long mới trong video này của mình các bạn. Đây là bạn Indominus Rex, một bạn khủng long đột biến từ vùng láp. Đây là phiên bản đặc biệt và hàng hiếm của Mattel nha các bạn. Đây là phiên bản Destroy and Devour. Ok, trong Jurassic World. Còn đây là các bạn Arocanthosaurus bước đi của mình. Có âm thanh và có đèn phát sáng nha các bạn. Còn bốn bạn khủng long bạo chúa phụ họa này để cho các bạn thấy sức mạnh được, để cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn Indominus Rex sẽ khủng khiếp như thế nào khi đối đầu với bạn khủng long này luôn. Oh man. Ok, nếu các bạn thích video này của mình hãy cho mình một like và một subscribe nữa nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.